Thưa quý vị, một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh triệt phá. Năm đối tượng trong đường dây này gồm Cao Đức Quý, ngụ thành phố Hải Phòng, Nguyễn Tiến Đường, Nguyễn Quốc Việt, Vũ Văn Nam và Lê Đức Hiệp, cùng ngụ thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước khi bắt đầu diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2024 và cướp vô địch Nam Mỹ Copa America 2024, Cao Đức Quý đã liên hệ với một số người quen qua mạng Internet để lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp Master. Khi có tài khoản, Quý cấp cho Nguyễn Tiến Đường một tài khoản đại lý Agent với hạn mức 15.000 điểm, tương đương với 900 triệu đồng, sau đó, Đường tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản member cho các đối tượng trong đường dây để hưởng tiền hoa hồng. Từ tháng 5 năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch với số tiền trên 100 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền khoảng 57 tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo đó, cầm đầu đường dây đánh bạc nói trên là đối tượng Lê Việt Khanh, sinh năm 1992, ngụ huyện Thống Nhất. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ đầu tháng 6 năm 2024 đến nay, đường dây đánh bạc do Khanh cầm đầu đã giao dịch đánh bạc khoảng 577.000 điểm, tương đương với 57 tỷ đồng. Cơ quan công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Kết quả đã thu giữ 8 modem, 15 điện thoại di động các loại, 2 máy tính, 5 sổ đỏ, 1.200 đô la Mỹ và 670 triệu đồng.